Chào mọi người nhá. Hôm nay mình đi câu hóng thì cho thằng cò này nhà mình nó đi câu mồi, câu đơn xem nào nhá. Bây giờ Đạt đi lấy nước để pha mồi đi. Lấy nước ở đây, đường đi. Em lấy ca ra đây, để mua đấy. Rồi mang sang đây đây. Nó một ca để pha mồi đâu nào. Lấy nước con tráng qua cái đấy đi, tráng qua ít thôi, còn lâu để rửa tay nhá. Lấy cái que để quấy mồi rồi. Lấy cái này máy này đặt đây, cho nước vừa vừa đây, cho từ từ vào máy đấy. Cho một Ít ít thôi. thôi, ít thôi, nữa ít tí nữa rồi Máy à? máy lên. Mùi gì nữa? Cứ máy lên đi, tương đối rồi đấy. Tí nữa lấy tay bóp là được, vẩy vẩy lấy tay vẩy vẩy một ít nước vào thôi. Đạt ạ, ít thôi, ít thôi, ít rồi, thôi thế thôi, thôi tí nữa lặn mồi nhá. Bóp được chưa bóp? Nên lấy tay bóp đi, lấy tay bóp đi để bố ra cần câu. Kéo vãi nha, bóp khéo. Quay rồi hả Đạt? Đây, quay gần vào đây. Nắp thẻo câu cho Đạt câu mồi câu đơn nhé. Cắm phao cho ít nước vào chân phao này. Chân bò à? Xuống thế à? Tăng 10 rưỡi nhá. Dạ, xem thế nào được chăng? Chắc để cho Đạt câu câu nổi, câu nổi cách mặt nước khoảng tầm mét rưỡi nó dễ câu nhé. Đây, cho mồi Đạt nhìn này. Đạt đã dùng câu mồi cám bao giờ chưa nhỉ? Con từng rồi. Nhưng đây. Mồi này thì chưa rồi. Đây nặng nặng nó nhỏ nhỏ này thôi, nó tầm to hơn lưỡi một tí thôi. Nhỏ thôi thì cám nuốt được, tầm to hơn lưỡi một tí thôi nhé. Đây. Ừ. Căn cho vừa vừa thôi. Bóp bóp vê vê này cho nó chặt. Ông Việt nha. Nhỏ nhỏ này thôi nhá. Rồi, đi ra đây, mang đi luôn ra đây. Đặt cầm này. Đi ra đây.
đặt mồi câu đây nhé. Ngon. Quay cũng quay gì? Ngon. Đây nhá. Này, tầm này đúng không? Ngon. Mở máy ra này. Hôm nay nước cạn, đạt ạ. Hôm nay nước cạn nhỉ? Nước cạn này hôm nay phải cho phao thấp xuống. Nước cạn lắm. Này là chạm đáy rồi đấy. Chạm đáy rồi à? Ừ. Nước chưa được 1 mét à? Ừ. Hôm nay nông thế nhỉ? Mét để tầm mét này đây. Đùa đấy, đấy để thế đặt cứ thế một câu nhé. Ừ. Rồi đặt cứ thế một câu. Ngồi đâu thì ngồi đấy, ngồi đấy thôi, ngồi đấy vậy, ngồi dép vậy, không ai ghế thì ngồi dép vậy. Nếu mà lúc nào mà lấy tay mà lặn bột mà nó bẩn tay thì lấy thò tay vào cái ca đấy mà rửa tay luôn nhá. Hôm nay mình đến cái điểm câu chùa Tây, đằng sau chùa Tây thấy nước hôm nay có vẻ là nước chảy ra thôi. Đây mình đi sang bên này xem nước chảy ra chảy vào nhé. Hôm nay nước chảy ra rồi. Chảy ra thì hôm nay mình ngồi bên này mình câu. Chảy ra này thì nước cá sông ngoài nó sẽ hóng vào đây thì có khả năng nó sẽ gặp cá to đây. Bây giờ mình xuống cần nhé. Ngáy nhẹ phát lên con cá mương. Cá mương xấu số. Đóng phiếm. Đây rồi. Đâu làm sao mà đạt. Lưỡi bay lên cây à? Thế làm sao mà bay lên cây? Nó có thu đẹp không mà giật mạnh đấy. À thế à? Ừ thế được đấy. Thế được. Thu đẹp gì? Ừ, đây cầm máy quay này để vũ lưỡi nhá. Thành niên cần câu bay lên, à lưỡi câu bay lên cây. Giật đóng vảy nhẹ nhẹ thôi. Cũng cẩn thận đấy. Kéo 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 cần như đây. Tại sao lại bắt lên cây được chứ? Con giật mạnh quá, giật chỉ đóng lên thôi rồi thôi thì không còn lên cây rồi. Chỗ này là người ta hay câu là người ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, con hiểu chưa? Ừ. Được quả thu đèo đó mà. Nó chìm xuống. Thút như nào? Nó chìm rồi. Vứt vào không? Không. Đè được, đè xuống khoảng mấy vạch? Khoảng một vạch thôi. Một vạch thôi hết cái bầu. Ừ, thế được. Thế mà đóng cá thì không phải lên cây đâu nhỉ? Dạ. Nếu đóng cá là lên cá. Đầu tiên là toàn cá trẻ con nó rỉa. Đúng rồi. Nó rỉa sạch mồi luôn. Đặt cầm cái mồi này bác ấy gắn vào câu nốt đi nữa này. Thôi. Đấy, còn một tí này. Gắn gì anh về là ngồi chứ. Cứ gắn vào xem được không? Nhà. Nói chung là lấy ra cầm này cho đưa bác. Công việc cũng nhàn này. Vâng. Ngày làm đấy, bây giờ về phát đi biển tắm, bơi biển.
ngày nào chẳng bơi cây hai cây cây dễ ở biển. Rồi rồi. Có đi cây dễ ở biển này. Cất. Tiếp rồi. đừng co lên ngay. Đừng co lên ngay. Cắm đầu cần xuống, cắm đầu cần xuống. Cuốn cuốn máy, cắm đầu cần xuống. Rồi. Cuốn máy. Đừng chung quá, đừng chung quá. Không được chạy nhỉ. Mất rồi. Hả? Mất rồi. Lôi hẳn lên rồi. Mất rồi, đây được bèo không? Được vấy. Ui giời. Đâu mình muốn. Cá ở đây đấy. Giật từ từ không bảo chiếc. Chiếc đi. Chiếc. Ủa, cá ở đây đấy là đừng có kéo lên. Kéo lên ngang chừng xong lại để cho nó chạy. Kéo lên trên là vào uống. Buối đâu được, mình nghĩ này chiếc không vào bảy to thế. Mất cả 10 đây. Con này có rồi, hơn cân đấy. Con này một cân hơn cân. Cây sùng sục đấy mà. Mất rồi. Đưa bác đi mồi chưa? Thôi. Địt còn mẹ tiếc quá. Ôi giời, được phát địt dạ quá. Tì đẹp quá, mình giật nhẹ thôi. Mình nghĩ là cá nhỏ thì mẹ giật nó không mạnh. Thấy chưa? Cần. Em anh em mình ngồi đây, anh em mình vẫn hy vọng ở đây có cá nhỉ. Anh hy vọng nhiều chứ. Đúng rồi. Điểm này vẫn là điểm có cá, anh em thấy có cá rồi. Từ đầu đã có tăm rồi. Giật ngon quá. Ở đây giật cá lên gần bèo lại về để thả. Không, nó này là địt đã chết cái cần dài cái lùn mẹ nhỉ. Thế không bắt à? Không bắt được. Mất. Mất rồi. Quả đấy một là lôi hẳn lên ngay, hai là phải hạ xuống. Không đéo lôi được, nó phi mẹ ra ngoài rồi em ạ. Đúng rồi. Nó đéo căng được nữa. Điền địch mẹ quả. Hơi tì chìm. Thế mà không được. Không, nhưng mình giật nó không đủ lực. Không, đấy không cắm sâu cái vảy không sâu hết rồi, cái này nó mắc bèo. Mới lục thì bao giờ giật nó không có độ sâu bằng. Không có độ sâu. À con ơi, anh sâu độ mới.